được ví là một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc Việt Nam, Mã Pí Lèng, với địa thế hùng vĩ là điểm đến thú vị cho du khách khi du lịch Hà Giang. Với địa thế hiểm trở và cảnh quan hoang sơ hùng vĩ, đèo Mã Pí Lèng cùng với đèo Pha Đin, đèo Ô Quy Hồ, đèo Khao Phạ đã làm nên vùng núi phía Bắc Việt Nam đẹp nên thơ, hữu tình. Thuộc tỉnh Hà Giang, Mã Pí Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km vượt đỉnh Mã Pí Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200 m thuộc cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Với chiều dài khoảng 20 km, con đường này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm 1959 đến 1965, với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng cm để làm trong 11 tháng. Đèo Mã Pí Lèng uốn lượn qua những vách núi. Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài, nhưng là cung đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi biên viễn phía Bắc, được ví như vua của các con đèo Việt Nam. Mã Pí Lèng với 9 khúc quanh uốn bên vách đá dựng đứng, dưới là vực thẳm hun hút đã trở thành một kỳ tích được ví như một vạn lý trường thành của Việt Nam. Trên đỉnh đèo đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn xây dựng đường đèo. Tấm bia này cũng là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh, góp cả tính mạng mình làm nên con đường hạnh phúc. Mã Pí Lèng đã được để lại ấn tượng khó phai, đọng thành cảm hứng trong sáng tác của nhiều nhà thơ, nhà văn. Nguyễn Tuân từng viết, ở đây vui quá chao ôi, mùa thu biên giới cảnh thật là hết chỗ trữ tình. Trên các triền núi láng giềng, nắng hanh như dây bột nghệ, và đá núi lượn chạy như xô bổ những con sóng đời đời không chịu tan. Nhìn sóng đá các triền núi, thấy như biển cả đang vỗ bờ, mà sao tự nhiên phim lại mất hẳn đi cái phần lồng tiếng. Ngồi trên núi cao mùa thu, nhìn ra sóng núi tứ bề, cứ thấy nhớ biển. Đứng trên đỉnh đèo, du khách như vỡ òa trong cảm xúc, choáng ngợp trước không gian sông núi hùng vĩ. Chặng đường chinh phục đèo hiểm trở với nhiều cung bậc cảm xúc, cảnh vật biến hóa khôn lường luôn thôi thúc ước mơ được một lần đặt chân đến của nhiều người du khách khi du lịch Hà Giang.